đưa chín đâu. Hỏi gì nữa?
đi tôi cho. À đi. À mẹ đi. Khoanh tay lại, khoanh tay lại. Khoanh tay lại à đi. Đây. Đây. À mẹ đi. À đi. Rồi bye bye đi. Mi gió đi. Mi gió nữa đi. Nữa. Nữa. Nhảy đi cho. Nhảy đi. Nhảy. Nhảy đi tôi cho. Nhảy đi. Nhảy đi mẹ cho. Nhảy đi. Tay, giơ tay lên. Nhảy đi. Bốc lên, bốc lên. Nhảy lên, nhảy đi mẹ cho. Nhảy đi mẹ cho. Nhảy, nhảy. Lắc đầu, lắc đầu. Anh đi. Đá béo. Đi ăn với Hương là ăn chán rồi. Ăn thèm thèm, ăn làm thèm. Nghe không? Đừng lấy em nữa nhé, em không ăn nữa đâu. No quá mệt. Nhảy đi, nhảy đi, kéo, nhảy đi mẹ cho, nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi mẹ cho. Lắc đầu. Lắc đầu. Lắc đầu. Tay giơ lên. Giơ tay lên. Giơ tay lên. Hay. Giơ tay lên. Giơ tay, tay này giơ lên này. Này, này tay này. Tay này. Tay này, tay này. Tay này. Nhảy. À mẹ đi. À mẹ đi. Quý gió mẹ đi. Quý gió đi. Gọi Năm ơi đi. Gọi Năm ơi đi. Gọi mẹ ơi đi. Mẹ. Mẹ. Anh đi, em chơi hết cái quả không anh ơi? Không nữa. Ăn gì không? Không ăn nữa. Ăn đi. Rồi con nè. Cái gì?
cá lóc tây mà đái thì nghe. Biết tôi lại không? Hai lần đủ hai. Bà bé tôi là con bà chủ nha. Bà kêu, bà lại thì bà biết tôi lại không? Để lưu cho chị chứ chứ bộ. Con là chủ nhà. Con cậu chủ, con cậu chủ nha, con mẹ Hương cậu chủ nha. Hôm nay ghi nhá. Là bếp bà ứng 3 triệu. Ghi này ghi là bà nghỉ bắt đầu từ ngày hôm qua nhá. Nghỉ ngày nào trường? Mai mốt còn nghỉ. Ừ, hồ đi. Đi quần nha đi. Không, bữa nay là bà làm. Ơi, bắt đầu từ nghỉ từ ngày mai. Mẹ bé. Đó ăn là tôi phải ăn cốm. Con tập không ăn đêm. con xương nó không ăn đêm rồi. Mua về nó chửi. Thấy ao à, mới ăn đem lên cái đồng tô cao đi nè, thích lắm hả? Ăn đồ chua không? Em ơi nấu cháo lươn mới cho ăn được không hả? Mới nấu cháo lươn cho mấy chỗ ăn được không? Có tốt quá. Hai chị nấu đi. À, mấy cái lớn hả? Mấy cái lớn kìa, ăn chung với mấy cái nhỏ luôn được không? Chị làm rồi nó lên cho xương hai ngày mới giúp chưa cho nó ăn cháo lươn. Nói nó. Ờ, để nấu. Nói sáng sớm nói. Không, rồi nó ngủ rồi. Gọi nó chửi. Mua cháo lắm món cho mày làm. Nè, cái giò mua để cho mình ăn con ăn thôi. Ôi, lắm món. Không mua mình ăn cho nó ăn được rồi. Nhà đông người lắm, không ăn mấy cái giò được không? Mà mình có ăn được rồi, nhà đông người lắm. Không phải, không chiều được. Anh này còn đầy chắc rồi còn giò đi. Tôi tính tiền về. Em ơi. Không, người ta theo dõi trai nói gì. Thế của em chắc nó chật. Bao nhiêu tiền con? 400 bao nhiêu? Nè em gái ơi. Báo cáo. Báo cáo với mọi người hôm nay mẹ Hương đi ăn. Hôm nay trốn nhà đi ăn hết 456.000. Hôm nay cho mẹ cháu đi bữa nha. Ủa,
Này mang về thanh mới ghi về sổ chi. Anh Năm nhìn đằng sau trẻ ha. Mướt, mướt ghê luôn. Đúng rồi, mày cho con béo đứng xuống này. Xuống về đi về. Cho nó đi bộ đi. Đi cho nó đi bộ để quay hình nhá. Đi. Để cho nó lại đi, để nó lại mình đi hết, xem nó nói gì. Về đây cậy đó. Cho đi bộ đi, cho nó đi bộ. Cho đi bộ, bế nó đi bộ đoạn đi nè. Cho đi bộ đi, để quay nè. Cho đi bộ đi. Đây. Thả tay nó ra tự đi nè. Tiếp cho nó tự đi. Có rơi tiền đây đồ không? Cho chị ở dép xe bán luôn. Từ từ á. Lẩu cá sâu chín. Đua để xe nó qua. Ủa nó nhìn em kìa. Nó nhìn em kìa. Ôi chị. Từ từ cho mấy thằng điên nó đang ngáo ngáo á. Chị em mình sống một ngày cũng là tình là gì á, là có chuyện gì tôi cũng chả không sống nổi luôn đấy. À, thật đấy. Em vẫn dây rất khổ và thằng ấy nó mất rồi. Mình đúng là quá nhiều rồi. Ừ. Nếu mình mang đi cấp cứu thì sớm á, sớm sớm là được, tại lúc đó mình đông khách quá em ơi. Chết oan. Ừ. Đông khách quá. Chết oan. Chết cả. Ta không hiểu. Thôi người ta không hiểu cái gì đó. Người ta không hiểu mình nói cái gì. Vậy cắt bỏ. Cắt thì xóa luôn.